Tao có nóng lắm không? Không. Bởi vì quạt mà cho thẳng nó cứ ù ù ấy. Ờ nó bị kêu đấy. Ừ, hello mọi người ạ. Mi em ngồi được không? Hôm nay em sẽ chị chuyện nó quay vào mặt tặng luôn cái váy em đang mặc. Thế thôi cho cái Mi. Mọi người ai đang xem thì comment cho em biết đang xem đi ạ. Hôm nay em sẽ like tiếp hàng mới nhá. Với cả xả xả các mẫu, hôm nay em sẽ xả tiếp các mẫu nhá. Cắt mẫu, xả tiếp các mẫu. Mỗi mẫu còn số lượng rất là ít thôi ạ. Mọi người xem livestream cho em đi ạ. Em chào chị Nguyễn Thanh nhá. Ai đang xem thì comment cho em biết đang xem đi ạ. Mọi người xem 5 nhóm mà được nhận áo không đồng nhá. Xem 5 nhóm hôm nay em sẽ tặng cái váy, tặng luôn váy em đang mặc. Ai đang xem comment cho em biết đang xem đi ạ. Mọi người nhớ là xem 5 nhóm nhá. Hôm nay nhà em sẽ like hàng thu. Hôm nay không like dạ. Chào chị Linh Đan ạ. Mọi người xem livestream cho em nhá. Xem 5 nhóm mới được nhận áo không đồng. Lên 150 người xem em sẽ chơi mini game để tặng váy không đồng nhá. Tặng váy không đồng như em đang mặc. Chào chị Bé Kim ạ. Ai đang xem comment cho em biết đang xem nhá. Xong rồi em sẽ tặng luôn một cái váy nỉ như em đang mặc cho ai may mắn trả lời đúng nhất. Rồi sẽ like tiếp cắt rất là nhiều hàng. Hôm nay sale rất là nhiều nhá. Váy em đang mặc váy em đang mặc có giá là 99.000 nhá. Bây giờ em sẽ tặng luôn váy em đang mặc. Tí nữa sẽ chơi mini game tặng luôn váy đang mặc nhá. Sẽ tặng cho 5 người. Sẽ tặng cho 5 người. Hả? 200 đó. Lên 200 người xem sẽ bắt đầu chơi mini game nhá. Váy này là váy suông ạ. Thế nên là tầm bao nhiêu cân mặc cũng vừa hết. Bởi vì nó là váy suông rất là dễ mặc. Em có thấy chị Quỳnh Công nhá. Có thấy chị Quỳnh Công ạ. Chào chị Phương Minh. Có xếp bộ nhá. Có xếp bộ free size ạ. Váy của em đang mặc là free size nhá. Nói chung là rất là dễ mặc. Bởi vì nó là dáng suông, nỉ suông nhá. Mọi người xem livestream cho em đi ạ. Lên 200 người xem sẽ bắt đầu chơi mini game. Chào chị Khoa thân ạ. Váy em đang mặc là có giá là 99k nhá. Váy em đang mặc có giá là 99.000 mà là váy nỉ. Không có váy cộc tay đâu ạ. Chỉ có váy dài tay thôi nhá. Bây giờ sang mùa thu rồi ạ. Thế nên là bây giờ chỉ bán hàng thu thôi. Còn hàng hè thì chỉ có áo phông rồi sẽ xả nốt. Chào chị Hoài An nhá. Mọi người xem livestream cho em đi ạ. Xe 5 nhóm để được nhận áo không đồng nhá. Bao nhiêu người xem? 106. Lên 200 nhá. Mình đặt một chiếc nhé. Chị Phương Tròn. Ai lấy váy đang mặc comment váy đang mặc kèm xuống. À ai lấy váy em đang mặc thì comment cho em là váy đang mặc nhá. Chị Phương Tròn mà lấy váy em đang mặc thì comment cho em là váy đang mặc kèm số điện thoại. Có thấy chị Linh Đan nhá. Đây ạ. Em đứng lên nhá. Nói nhanh lên một tí để cho mọi người. Váy nỉ của em đang mặc nhá. Em cao 1m6 mặc đến gối này. Mặc đến gối nhá. Nói chung là rất là mặc rất là thoải mái. Bởi vì váy này là dáng suông nhá. Béo gầy đều mặc ok hết nhá. Chất nỉ rất là co giãn. Mẫu này tầm dưới 60 cân mặc vừa. Tầm dưới 58 nhỉ. Tầm dưới 58 cân mặc vừa nhỉ. 60 cân đổ về chứ nhỉ. Tôi mặc vừa đấy. Thế tầm dưới 60 cân đổ về mặc vừa nhá. Tôi mặc vừa mà. Ai lấy váy đang mặc thì comment cho em là váy đang mặc kèm số điện thoại. 210. Váy đang mặc là 99k nhá. Bây giờ em sẽ bắt đầu chơi game này. Bây giờ em sẽ bắt đầu chơi game tặng luôn một áo phông. Tặng luôn một áo phông kẻ này. Với cả một váy em đang mặc luôn cho ai trả lời đúng và nhanh nhất nhá. Váy đang mặc là 99k. Chị Phương Tròn váy đang mặc nào cho được. Bà lấy đi. Ở sau kìa. Một tập váy đây sau phải tự rút chứ. Ai mà rút được đúng không? Làm. Rút cái này ra. Để họ nhá, không nó rơi đâu mà. Bây giờ em sẽ bắt đầu chơi mini game nhá. Tặng áo phông với cả váy em đang mặc luôn tặng cho người nào trả lời nhanh nhất và đúng nhất nhá. Em
chào chị Linh Thùy ạ. Chị Thảo Trịnh váy kẻ này. Em ơi, chị cô đi riêng để lại tính cho em. Chị Thảo Trịnh váy kẻ này. Ok, bây giờ em sẽ bắt đầu chơi mini game luôn cho mọi người, cho mọi người đoán nhá. Em sẽ cho mọi người một gợi ý. Váy em đang mặc là 99k nhá, váy nỉ 99k. Bây giờ em sẽ cho mọi người gợi ý nhá. Chất nỉ da cá nhá mọi người. Váy em đang mặc là chất nỉ da cá nhá. Chơi game đi. Ok, bây giờ em sẽ chơi game này. Em sẽ cho mọi người một gợi ý. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80 nhá. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên nhá. Chị không nói chia sẻ nó sợ. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 3. Hả? Mọi người chia sẻ mạnh tay lên, ít được chia sẻ quá. Mọi người chia sẻ để chơi mini game. Ban tiết một váy kìa. Ban tiết. Để tôi ngồi tôi rút trong bài một lúc xong tôi. À, đây là một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80 nhá. Em sẽ tặng luôn váy em đang mặc kèm theo cả áo phông nhá, sẽ tặng luôn hai cái cho người nào trả lời nhanh nhất và đúng nhất nhá, và với cả chia sẻ nhiều nhất này. Mọi người nhớ comment và hai lượt comment tương ứng và một lượt chia sẻ nhá. Gợi ý đi. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80 ạ. Một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80 nhá. Chia sẻ đi. Mọi người phải chia sẻ càng nhiều thì lượt tương tác càng nhiều ạ. Bởi vì chơi mini game này rất nhiều comment bị ẩn nhá. 72 sai ạ, 34 sai nhá, 43 sai. Mọi người phải chia sẻ đủ 5 nhóm mới được tính nhá. Chia sẻ đủ 5 nhóm mới được tính này. Lên 240 người bạn sẽ cho một gợi ý đoán cho nhanh nhá. 52 sai ạ, 65 sai này. Ẩn comment nhiều. 42 sai, 32 sai. Mọi người chia sẻ càng nhiều thì nó càng lượt tương tác càng nhiều, bởi vì chơi mini game rất nhiều comment bị ẩn nhá. 67 sai ạ. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80 ạ. Có thấy chị Lê Thị Hiền nhá. 38 sai, 40 sai. Mọi người nhớ là xem 5 nhóm để được nhận áo không đồng. Em sẽ tặng váy với cả áo phông nhá. Tặng luôn hai cái cho ai trả lời đúng nhất. 63 sai ạ, 42 sai. Bây giờ mọi người comment đi ạ. Comment nhá, và mọi người nhớ là hai lượt comment tương ứng một lượt chia sẻ. Túi đưa ra, cần nếu mà ai chia sẻ không đủ lượt thì nhà em sẽ không tính đâu nhá. 44 sai ạ, 63 sai, 48 sai. Hiện tại đang bị ẩn comment nhá. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em để nhận quà này. Chia sẻ mạnh tay lên cho em chẳng tội gì. Từ từ đã chơi game biết đâu mình trúng. Mình trúng thì mình chẳng cần mua. Bây giờ chỉ thật sự là bây giờ mới đang thấy comment của ba người thôi, mà em chắc chắn là có rất nhiều người đang comment đúng không ạ? 200 người xem, không lẽ chỉ có ba người chơi game đang bị ẩn comment nhá. Các chị chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. 62 sai nhá, 60 sai ạ. Có thấy chị Thu Huyền. Mọi người nhớ là chia sẻ đủ các bước nhá. Nếu mà ai không chia sẻ đủ thì nhà em sẽ không tính đâu ạ. 66 sai. Sao thấy toàn comment của chị Thu Huyền đấy nhở? Thu Huyền comment bị nhiều quá rồi. Mỗi người chỉ được comment 10 lần nhá. Ngoài ra nếu comment ngoài 10 lần thì mọi người vui lòng chia sẻ livestream tiếp tục vào các hội nhóm cho em này. Ok chưa ạ? 70 sai nhá. Mọi người nhớ là chia sẻ hai lượt comment tương ứng là một lượt chia sẻ. Mọi người phải chia sẻ đủ các bước nhá. Bà này không kêu gọi người chia sẻ gì cả. Hôm qua tôi kêu gọi hơn 1.000 người chia sẻ không ạ? À, kêu gọi đi. Tôi mệt lắm rồi, hôm nay đang mệt chẳng muốn nói. Nhưng mà vấn đề là em chia sẻ vào 5 nhóm thì em chỉ được comment 10 lần thôi. Và chị thấy em comment quá lượt rồi nhá. Có thấy Nguyễn Hồng Nhung này, chào Linh Đan này, có thấy Thương Minh này. Đọc số. Có thấy Nguyễn Phương Anh nhá. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 30. Chán không tụt view kìa. Chán thật, tắt cái gì mà tắt. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80 nhá. Một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80. Lên 230 người xem em sẽ cho thêm gợi ý nữa nhá. 230 người xem em sẽ cho thêm gợi ý nữa. Có thấy chị Nguyễn Hồng Nhung ạ? Những chị vào sau mà chưa biết thể lệ thì vui lòng chia sẻ livestream và 5 nhóm và đoán cho mình 10 con số nhá. Nằm trong khoảng giới hạn này để có may mắn nhận được áo không đồng như bạn mẫu đang mặc nhá. Đây nhá, áo không đồng kèm theo một áo phông luôn nhá. Em sẽ tặng hai áo luôn cho mọi người. Một váy em đang mặc với cả một áo phông luôn cho mọi người nhá. Mọi người comment nhanh tay lên đi ạ. Không ai comment đúng đâu, số nào đấy? Đây. Mọi người comment nhanh tay lên nhá. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80. Cho nhanh gợi ý luôn đi, gợi ý em luôn cho mọi người gợi ý luôn nhá. Đây là một con số lẻ. Đây là một con số lẻ từ 40 cho đến 80. Đây là một con số lẻ nằm trong khoảng từ 40 cho đến 80 nhá.
Mạng đang hơi mờ. Em có thấy chị Nguyễn Hà mờ không? Ừ, mạng hơi mờ. Đây là một con số lẻ nha mọi người, một con số lẻ nằm trong khoảng từ 50, từ 40 cho đến 80. Nằm trong khoảng từ 40 cho đến 80 nhá, và là một con số lẻ. Có thấy chị Trang Bi nhá mọi người, nhớ là share livestream càng nhiều thì lượt tương tác càng nhiều. Có thấy chị Thùy Trinh ạ, 49 sai nhá. Mọi người comment nhanh tay đi ạ. 55 sai comment nhanh để được nhận áo không đồng, tặng 2 áo liền. Có thấy chị Nguyễn Hà 41 sai ạ, 43 sai nhá. Alo. 45 sai, đây là một con số lẻ nằm trong khoảng từ 40 cho đến 80. Anh ơi em đang ở chưa có ai trả lời đúng cả. Một con giao cảm nhá. Từ lúc nãy vẫn chưa có ai trả lời đúng cả. 47 sai ạ. 45 sai. 77 sai. Dạ. 57 sai. Đoán gần hết các số thì anh cứ chở đi, em bảo có người nhận rồi. 75, 51. Anh cứ xuống đến nơi đi rồi có người nhận nhá, nhá. Ok anh. 45 sai nhá. Đây là một con số lẻ nhá mọi người, nằm trong khoảng từ 40 cho đến 80. Vẫn chưa có ai trả lời đúng cả. 57, 57 từ lúc nãy sai rồi ạ. Mọi người đừng comment số đấy nữa. Số bao nhiêu ấy? Đây. Nhìn thấy đây, đấy. Nhìn thấy, tôi khẳng định các bạn luôn. 63 sai nhá, 77 sai. 67 sai, toàn số 7. Vẫn chưa đúng. Sao không ai comment đúng nhỉ? 55 chị Thanh Huyền, Thanh Huyền sai, chị Trang Bi lấy một váy này. Có ai trả lời đúng cả. Đây một con số lẻ nhá. Nhưng cái số nào mà em bảo sai rồi ạ thì mọi người đừng comment lại nữa nhá. Mọi người comment những số khác đi. 63 sai nhá, từ lúc nãy sai rồi. 71 sai. 79 sai. 73 sai ạ, sai hết nhá, không phải số 7 đâu. 69 sai ạ. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 40 cho đến 80 nhá. 53 sai. Mọi người comment nhanh tay đi ạ. 71 sai. 57 sai nhá, toàn 57 với cả 70. Gợi ý dễ hơn đi. Gợi ý dễ hơn đi. À ok ok, có bạn comment đúng rồi này. Bà quay, bà công bố đi. Có bạn comment đúng không? Bạn comment đúng rồi ạ. Đây là con số 61 này. Con Hà 61 chơi nhá. Chơi game cả ngày mình chán nhá. Chị thêm cả đi xem được khách. Đây là con số 61 nhá, ở trong cao đã bị ngược đấy ạ. Đừng cứ đọc đi. Đây là con số 61 nhá. Để xem à, để em xem ai đã comment đúng đầu tiên này. Đây ạ. Xin chúc mừng chị Nguyễn Lan nhá. Chị Nguyễn Lan sẽ được tặng cái váy em đang mặc với cả một cái áo phông này. Bây giờ chị em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của chị xem chị có chia sẻ đủ lượt không nhá. Cáp lại màn hình. Với cả chị cáp lại màn hình và gửi inbox cho em. Xong rồi em sẽ kiểm tra lại. À bây giờ mọi người comment cho em là mua áo không đồng ạ. Bây giờ mọi người comment cho em là mua áo không đồng nhá. Em sẽ tặng 4 người may mắn nhất tặng cái váy em đang mặc nhá, tặng váy nỉ em đang mặc luôn ạ. Mọi người comment cho em là mua váy, mua áo không đồng nhá. Mọi người comment cho em là mua áo không đồng kèm số điện thoại. Mua áo không đồng kèm số điện thoại nhá, may em sẽ quá, tặng. Không hề đúng rồi, tôi buồn quá nhưng mà tôi là Thư Châu. Mua áo không đồng kèm số điện thoại này. Em sẽ tặng cho 4 người cái váy em đang mặc luôn ạ, tặng luôn cho 4 người nhá. Anh lấy gì? Và mọi người phải nhớ là chia sẻ 5 nhóm cho em, mỗi người phải chia sẻ 5 nhóm cho em. Mọi người comment cho em là mua áo không đồng kèm số điện thoại. Con này đúng không? Mua áo không đồng kèm số điện thoại. Tặng luôn váy này cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Giá gì? Vệ sinh môi trường mà. Mọi người nhớ là kèm theo cả số điện thoại nhá và nhớ là chia sẻ đủ 5 nhóm cho em. Mua áo không đồng kèm số điện thoại đi ạ. Comment đúng cú pháp cho em này. Comment đúng cú pháp cho em. Ok, chị đầu tiên là chị Nguyễn Thủy này. Chị Nguyễn Thủy trúng một cái tặng 4 người à? Tặng 4 người tiếp. Chị Nguyễn Thủy trúng một cái này. Chị Lê Thúy một cái này. Ok chị ạ, Nguyễn Thủy một cái, Lê Thúy một cái. Chị Phương Anh một cái này, ok này. Chị Ngọc Lệ một cái rồi, ok, đủ 4 người rồi nhá. Nhưng chị có tên trên, chụp lại màn hình và inbox cho bên em nhá. Chụp lại màn hình này, bên em cũng sẽ inbox cho các chị. Nhưng mà nhớ chụp lại màn hình, đừng xóa lượt chia sẻ. Đừng xóa lượt chia sẻ của mình nhá các chị nhá. Đừng xóa lượt chia sẻ của mình nhá.
Bây giờ em sẽ bán luôn mẫu váy em đang mặc nhá. Bây giờ em sẽ bán luôn mẫu váy nỉ em đang mặc này. Xem chất nhá. Đây nhá, đây là chất nỉ da cá nhá. Đây ạ. Chất nỉ da cá mọi người mặc mùa thu rời này bắt đầu chuyển rời là ok rồi đấy ạ. Chất nỉ da cá nhá, cái này dáng suông rất là dễ mặc. Giá khi giá... chia sẻ livestream là 99. Giá cho những ai đã chia sẻ livestream là 99k thôi nhá. Có video quay ở trên page nhá, có video quay chất. Có video quay chất ở trên page nhá, thế nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng đi ạ. Nhà em cam kết chất đẹp luôn cho mọi người nhá, mọi người có thể được kiểm chất trước khi nhận hàng. Cái váy đang mặc có giá là 99.000 nhá. Có thấy ruby tâm nhá. Váy đang mặc có giá là 99k, ai lấy thì comment cho em là 99k kèm số điện thoại nhá. Mẫu cao 1m6 nhá mọi người, mặc chầm gối đó. Mặc chầm gối 99k kèm số điện thoại nhá. Mẫu này thì tầm dừa 60 cân mặc vừa bởi vì nó là dáng suông nhá. Thực ra là các chị có thể về nếu mà bị dài thì cắt gấu lên một chút cũng được nhá. Nhưng mà thực ra là mặc dài mới đẹp, bây giờ chả ai mặc ngắn đâu. Đây, ạ. Ở đằng sau còn có mũ nữa nhá. Nỉ có mũ nhá. Ở nó có cái mũ nữa. Đúng rồi. Các chị nhá, bởi vì là cái mẫu này thì các chị mặc không sợ bị dài đâu. Bởi vì là cái này thì thực ra là bây giờ mặc càng dài càng đẹp. Chị Hiền Hin một này, Ánh Ánh một này. Đây, chân nỉ cực kỳ đẹp. Cao luôn. Minh Nguyệt một này. Vũ Ngọc ơi, rộng gì đấy ông ơi, ông mua gì đấy, ông mua mẫu nào mà rộng ấy. Nhưng mà nhà tôi toàn mặc toàn bán đồ suông suông mà. Nên là mặc hơi rộng cũng ok. Ai lấy váy bạn mẫu mặc comment là 99k kèm số điện thoại cho em nhá. Giá là 99.000 một cái nhá, mẫu này thì tầm dưới 60 cân đổ về mặc vừa. Nói chung là bầu bí cũng bao trên này. Bạn Ngọc một cái này chỉ còn ít thôi nhá. Em sẽ bán 30 chiếc với giá 99.000, còn sau 30 người. Sau 30 người thì sẽ quay trở về giá là 119.000 nhá cả nhà nhá. Bán cho 30 người với giá 99.000. Chị Kim Phượng một cái 99k này. Ai bầu bì cũng có thể bon chen được đấy ạ. Lê Thủy này. 1m68 60 cân vừa. Hơi rộng nhưng vẫn được. Vừa. Hôm nay không lên dạ với bố cho tôi một tập nữa kìa. Nguyễn Khánh Huyền một này. Chất nói chung là cực kỳ đẹp luôn. Nhưng cái mẫu này dễ mặc lắm, mặc đi với cái gì cũng hợp. Bởi vì dáng suông nhá, mặc rất là giống người nhá, mẹ béo gầy đều mặc ok hết. Nguyễn Khánh Huyền này, Bính Tí một này. Mặc. Em đi kịp không? Bính Tí một này. Bùi Thị Ngọc Ánh một này. Ok Hiền Hi ơi, chỉ có màu này thôi, màu trắng mình cũng chưa về hàng nhá. Phạm Trúc Huyền một này. Màu này dễ mặc nhất rồi các chị ơi, Thanh Nguyễn một này. Ok Xuân Nguyễn một này. Lê Kê một này rồi ok, còn ai lấy không ạ? Chỉ bán giá 99.000 cho 30 chị đầu tiên. Chị Hoàng Oanh ơi, em chốt cho chị Hoàng Oanh nhá. Nhưng mà Facebook của chị đang là avatar ảo nên không biết có thật không. Chị Phương Farm một này. Chất nỉ da cá. Chị Lê Thủy có chưa? Ấy gần chất cho mọi người này. Lê Thủy có rồi nhá chị Phương Farm. Em ơi lật chất nỉ da cá đây, ở bên trong đây ạ. Lật mặt trong mới nhìn được. Chất Phương, nỉ da chị cá Phương, rất là đẹp. Chị Phương Pha một này, còn ai lấy nữa không ạ? Chị Thảo Nhi một cho tôi nốt một tập là đủ 30. Chị Thảo Nhi một nhá, nhanh tay này, chỉ chốt cho 30 người. Chỉ còn tầm mấy cái nữa thôi ạ, thế nên ai chốt nhanh em sẽ để cho người nhá. Chị chốt đến ai rồi? Phương Pham nhá. Ờ, tôi thấy Thảo Nhi đấy. Chị Thảo Nhi á, Lương Trinh này. Lan Anh này. Giang Thao này, váy này 60 cân đổ về vừa chị ơi. 60 cân nhá, chất nỉ da cá rất là co giãn đấy ạ. Bầu bì cũng có thể bon Thanh chen Nguyễn. Được. Em ơi. Phương. Giá là 99k nhá. Giá là 99k sau like này. Thanh Nguyễn chưa? Thanh Nguyễn có đơn rồi á? Có chắc là bạn gì không? Xem số. Thế thì em đi Thuy Nguyên đi. Thanh Nguyễn ấy, vừa đây bạn đã comment lần nào cho chị sợ là hai Thanh Nguyễn đi. Thì Nguyên không, cái đấy khác, không phải túi. Em ơi túi như này nhá, túi trong này. Trăng Thu này, ok. Van Tuyết có rồi, nhanh tay cho em này. Chỉ còn mấy suất thôi. Thủy Lucy ơi, còn một cái màu trắng. Em ơi cho chị Còn một cái màu trắng thôi. Chị Yến Phùng một này. Đây chị. Sắp hết rồi đây, còn đúng một tập này. 60 cân đổ về cho em nhá. Nếu mà 65 cân mà cao 1m68 thì vừa. Tức là nó phụ thuộc vào chiều cao của mọi người nữa các bạn. Váy thì dễ mặc form suông.
shop em ở Hà Đông. Còn 10 suất mua với giá 99.000 cho mọi người thôi. Chỉ còn 10 suất mua với giá 99.000 cho mọi người thôi nhá. Thủy Lucy có lấy không đây ạ? Chị Trương Loan ơi, hôm nay em chỉ bán, em đang xả nốt đồ ở kho. Xong rồi bán sale set này nhá, set này dơ cũng được, sale 99.000. 65 cân mét 6 không vừa đâu nhỉ? Ừ. 60, 61 thì vẫn vừa đấy, nhưng 65 chắc không vừa đâu. Quy Nguyên, chị Quy Nguyên 1 này. Còn ai lấy nữa không ạ? Ai lấy thì comment trên là 99k nhá. Nốt mấy cái nữa thôi thì nhà em sẽ quay lại với giá cũ là 119.000. Váy này khoảng 60, 61 cân đổ về mặc vừa cho em này. Thực ra nó là form suông các chị, nhưng chị bé bé người cũng không sợ là bị rộng đâu. Bởi vì nó là form suông mà. Form suông thì mọi người cứ mặc suông suông thôi. Mẫu cao 1m 6 ạ, em cao 1m 6. Váy này 99.000 nhá. Ok, Thủy Lucy ơi, còn đúng một chiếc cho Thủy Lucy này. Đây nha, em quay lại gần chất cho mọi người xem này. Nếu mà ai chưa xem thực được ra nhá. Là mọi người ạ, à, em nói thật, màu đen dễ mặc hơn rất rất là nhiều. Nên là em lấy số lượng màu đen nó nhiều hơn đây. Cái màu trắng em lấy đúng 10 cái, màu đen lấy 70 cái. Màu trắng em lấy đúng 10 cái. Màu trắng thì phải bạn nào người gọn mới mặc được nhá. Còn những bạn mà to người chứ không mặc được màu trắng đâu ạ. Còn ai lấy nữa không ạ? Ai lấy thì comment cho em là 99k nhá. Chị ơi, chị Thanh Vân mà lấy cái màu đen mẫu mặc comment 99k giùm em. Bạn ơi, còn hai cái áo phông này. Áo phông kẻ còn hai cái nhá. Áo phông kẻ này. Ưu tiên ai gộp đơn nhá. Còn hai cái, giá là 40k một cái, còn hai cái nhá. Chị Thanh Vân để số cho em nhá. Em ghi đâu cho chị nhưng mà chưa có số đâu. Chị ghi để số cho em này, Thanh Vân. Chị Thanh Vân để số này. Ok, hồng nhung 99k này. Hồng nhung một cái 99 này. Áo kẻ này còn hai cái nhá, giá là 40k một cái này. Ai lấy thì comment cho em là 40 kèm số điện thoại, em sẽ ưu Thanh tiên. Thanh Vân để số kìa. Em ghi ưu tiên đi. Cho những ai gộp đơn nhá. Ưu tiên cho những ai gộp đơn này. Cho Thủy Lucy rồi nhá. Áo phông kẻ giá 40k. 40k nhá. Ai lấy thì comment cho em là 40 kèm số điện thoại, chất cốt tông mát cực kỳ đẹp. Ưu tiên cho những ai gộp đơn nhá. Giá là 40.000. Còn hai cái thôi ạ. Mấy có hai chị này chiều đơn đúng không? Ai lấy comment cho em là 40k kèm số điện thoại, chất cực kỳ đẹp luôn. Cái áo 40.000 chỉ chốt cho ai để gộp đơn vừa nãy thôi ạ. Có một cái màu trắng này cũng thế. Mọi người ai gộp đơn thì comment cho em là chữ gộp nhá. Chữ gộp, áo có cả một cái phông trắng cũng 40k luôn này. Ai lấy thì comment cho em là 40k kẻ hoặc là trắng nhá. Kẻ hoặc là trắng gộp kèm số điện thoại. Kẻ hoặc là trắng gộp 40k. Chị Trang thu một cái gộp đâu này, Trang thu đến đâu đến nhá. Số 25 em làm đến rớt hết luôn đi không nhầm. Chị Lương Trinh làm gì đã có gì đâu. À, chị Lương Trinh một cái gộp đơn, ok chị Lương Trinh này. Còn một cái trắng nhá, ai lấy thì comment cho em là 40k trắng kèm số điện thoại. 40k trắng kèm số điện thoại nhá. Kẻ hết rồi nhá mọi người. Chỉ còn duy nhất một cái trắng thôi ạ, giá là 40.000 nhá. Váy em đang mặc nữa không ạ? Giá là 99k nhá. Nếu mà ai lấy váy em đang mặc thì comment cho em là 99k kèm số điện thoại. Chị Lương Trinh ơi em để cho chị một cái kẻ rồi nhá. Chị Trang Thu có một cái kẻ rồi ạ. Ở đằng sau có mũ nhá. Chị Đặng Thị Mộng Vân ơi, chị lấy cái này cả màu đen cả màu trắng à, màu trắng còn đúng một cái này. Chị lấy cả đen cả trắng đúng không ạ? Em ghi cho chị đơn của chị ấy với. Xí Đủm lấy váy sọc 99 và một cái áo trắng 40 này. Xí Đủm để số nhá, một cái áo trắng 40, một váy sọc 99. Alo. Ok, ai lấy thì chốt nốt cho em đi ạ. Vâng. Anh ơi, anh gọi điện thoại cho em mà được bên vẫn trong nhà làm việc mà điều hòa đóng cửa mà. Mà sao nghe thấy gì? Vâng. Phương ơi, Phương ra mở cửa kìa. Ai lấy thì chốt nốt cho em là 99k kèm số điện thoại nhá. Chỉ còn áo trắng, phông trắng và váy sóc đen không còn đâu ạ. Chị Thiên Linh Hương một cái 99.000 này. Thiên Linh Hương một cái 99 này. Bà xả mẫu rồi ấy. Có ship Shopee nhưng mà đơn từ 200.000 trở lên mới được Shopee hỗ trợ ship nhá. Chị Loan Kim ơi, cái giá 99.000 rồi còn free ship nữa thì em chịu thôi ạ. Chị Đặng Thị Mộng Vân ơi, em hết áo phông trắng rồi, chỉ còn váy 99.000 thôi. Phông trắng hết rồi nhỉ? Ừ.
Bây giờ em sẽ xả sang set vest này. Xả sang set vest kẻ nhá. Set vest kẻ bao gồm một áo vest với cả một chân váy nhá. Chị phải ra xem chân váy này. Chân váy này có quần ở bên trong nhá, thế nên là mọi người không sợ bị lộ đâu ạ. Chân có váy quần đâu mà có quần. Có mà. Đâu? Đấy, không, đấy gọi là không. Lớp lót đúng không? Ờ, thế bảo có quần đi. Có lớp quần lót ở bên trong nhá, thế nên là mọi người không sợ bị lộ đâu ạ. Đây nhá, một set này. Chị Oriel nguyên một cái 99 này. Đây nhá, một set vest bao nhiêu bạc? 99.000 thôi, xả. Em xả luôn cái set vest này cũng có giá là 99k luôn nhá. Đây ạ, à, mọi người nhìn này, cực kỳ đẹp luôn. Cả một set chỉ có 99k. Làm túi, à xem là đơn có nhiều không? Thứ đầy đầy vào đi, tí nữa chị em mình ra gỡ xong. Cả một set chỉ có 99k nhá. Ai lấy thì comment cho em là set 99k kèm số điện thoại. Mimina lấy 99k là lấy cái váy hay là lấy cái set nhở? Ai lấy váy thì chỉ cần comment 99k thôi. Đầm sọc mẫu mặc là 99k, chị mập một set 99 này. Ai lấy set thì comment cho em là set 99 nhá. Một set này bao gồm một chân váy với cả một áo. Mọi người có thể mặc tách set đều ok hết nhá. Đây ạ, à, chất vải kiểu à, chất vải mềm ạ. Em ý, em mặc mềm đây này. Chất vải mềm nhá, mọi người mặc vào thời tiết này là ok rồi đấy ạ. Đang ra mùa mọi người chỉ mặc cái gì à, nó nhẹ nhàng chị thôi. Lương Trinh ơi, váy kẻ còn cái màu kẻ trắng này nhá. Giờ chị Lương Trinh thêm còn hai cái. Đây ạ, à, váy kẻ còn màu kẻ trắng này nhá, còn hai cái này. Nếu mà lấy màu trắng thì comment cho em là 99k trắng nhá. Đặng Nhật Thi lấy một cái set vest 99 này. Set vest này Đặng Nhật Thi à? Mọi người có thể tách set mặc áo riêng hoặc là mặc với cả chân váy với cả sơ mi với cả áo khác cũng đều ok hết. Rất là dễ mặc. Gì? 99.000 một set. Hả? Em ơi, sao mình lại phải trả tiền cước? Ai lấy set này comment cho em là set 99k nhá. Set 99k này đây ạ, chất này em quay gần chất cho mọi người nhá, chất mềm rất là đẹp. Bà anh nghĩa chiều không phải chở ở đâu nhá. Chị Lương Trinh thêm 99k trả nhé. Không phải chở em đâu, em gọi điện cho chị á. Lương Trinh thêm 99k trả nhé. Chị Lương Trinh là có đơn rồi à? Có đơn rồi. Nhanh lên. Đây nhá, set này này em xả Trinh, em xả còn 99k nhá hết. Ai lấy set 99 để số điện thoại đi ạ. Còn mấy set thôi, set vest 55 cân đổ về nhá. Trang Pinh lấy set vest. Trang Pinh G 36 đúng không? Xả duy nhất hôm nay với giá là 99k. Nếu mà kết thúc livestream được quay về giá cũ nhá, bình thường set này là 130.000 đấy ạ. Trời ơi, con điên này nó dập đóng cả miệng túi. Rất là đẹp. Cả một set mà chỉ có 99k thôi ạ. Ai lấy thì chốt cho em là set 99k kèm số điện thoại nhá. Nguyễn Phương Anh một set 99, Uyên Doan ở đâu rồi? Còn 10 set thôi nhá. Ai nhỉ? Nguyễn Phương Anh. Còn váy kẻ đen nhá. Uyên Doan mỗi người còn một set. Còn váy kẻ đen em đang mặc nhá, váy kẻ đen em đang mặc cũng là giá 99k. Nếu mà ai lấy váy em đang mặc thì các bạn ơi, cái set mẫu mặc mình không mặc thử bởi vì là hàng sale nhá. 99.000 thôi. Váy mẫu mặc Mina mà lấy comment là váy 99 kèm số điện thoại cho em nhá. Trang Pinh hủy đơn bạn ơi, lần sau đừng đặt hàng nhà mình nhá bạn nhá. Đừng có kiểu vào đặt xong xong hủy mất công á bạn ơi. Làm túi ghi túi cũng rất mất công nhá. Ai lấy set này nữa thì comment cho là set 99k nhá. Mina một cái váy 99. Nguyễn Doan. Mina một cái váy. Set đó 55 cân mét 7 mặc sợ ngắn nhỉ? Ừ, mét 7 mặc sợ ngắn. 55 cân mét 7 vừa mà sợ ngắn đấy. Rồi ok, qua mẫu đi em ơi. Qua mẫu đi. Mẫu đấy xem còn ai chốt đâu. Mẫu váy á. Bây giờ bà mặc cái này này. Ơ đâu rồi, cái áo xả 69.000 này. Mặc màu đen đi, còn mẫu màu đen. Còn ai lấy váy của em đang mặc nữa thì comment cho em là váy 99k nhá. Xong rồi em sẽ qua mẫu khác đấy ạ. Mọi người váy chờ một chút để mẫu kèm số điện thoại. Set vest 99 không chút, tôi bán được bao nhiêu. Ờ mà mặc chân váy, bà lấy set rồi mặc bán cả chân váy luôn. Mặc sơ vi vào nhá. Mọi người để em qua mẫu nhá. Có ra được không? Chờ một tí. Mọi người chờ một chút nhá. Chị gọi cho chị.
Anh có bảo anh là tối chiều không phải trời đúng không? Chị Hương Dung váy 99k, chị ơi cái váy đấy 60, 61 cân đổ về vẫn vừa nhá. Tùy vào chiều cao của mọi người ạ. Váy kẻ mẫu mặc là 99.000 ạ. Chị Hương Dung một cái váy 99. Cái váy 99 mẫu mặc chỉ còn 2 cái thôi nhá. Ai đặt thì nhanh tay cho em này. Váy vừa nãy mẫu mặc chỉ còn 2 cái thôi ạ. Hôm nay không live stream dép nhá. Bà vào đi để tôi đi ra tôi gọi điện này. Cái áo Hà mặc là 59.000 đúng không? 69. Hả? Thế chân váy xòe cho Sơ Vin đẹp hơn không? Thế thì bà mặc xuông không? Bà mặc bị rộng ấy. Cái chân váy bà mặc bị rộng ấy. Bà lấy đúng size hết chưa? Xả đấy 59.000 nhá. Nốt thì thế. 59.000 nhá. Em sẽ xả sang mẫu váy áo. Áo đấy có size á? Áo phông. Nguyễn Lan Anh váy 99k màu đen này. Đây nha, em sẽ xả sang mẫu áo chữ này. Mẫu áo dài tay chữ nhá. Áo này xả với giá là 59k. Đây ạ, chất này là chất kiểu kiểu len len kiểu gì ạ? Nói chung là chất rất là đẹp. Chất kiểu mềm mềm rất là đẹp nhá. Giá là 59k một cái. Em gọi mãi không ai. Giá là 59k một cái nhá mọi người. Mặc sơ vin với cả chân váy xòe ạ, hoặc là mặc với cả quần legging các kiểu đều rất là đẹp nhá. Giá là 59k, ai lấy thì comment cho em là 59k kèm số điện thoại. Chị Lương Trinh lấy 2 cái 59 à chị ơi. Cái này tay kiểu le le một tí, mặc lên rất là xinh nhá. Cho mọi người xem chất áo đi này. Chất cực kỳ đẹp nha mát này, nói chung là chất đẹp lắm. Giá là 59k một cái nhá, xả duy nhất ở trên live. Chị Lương Dung ơi, chị lấy cái gì 2 cái? Chị Đặng, này Đặng Nhật Thi bảo đơn dày chưa? Hương Dũng lấy 2 cái. Em với một cái váy mẫu mặc đi là hết luôn. Cái váy vừa lấy Hà mặc mẫu ấy, váy cái váy kể cho chị Hương Dũng là hết. Này, cho chị Lương, chị Hương Dũng váy 99 nhá. Ok, chị Mập. Áo em đang mặc xả duy nhất hôm nay giá là 59.000 nhá. Giá là 59.000 một cái này đấy ạ. Chất kiểu len len kiểu gì ạ, nói chung là chất rất là đẹp nhá. Mặc sướng lắm, mọi người yên tâm, chất cực kỳ sướng luôn. Mẫu này kiểu form nhá. Mẫu này kiểu form rộng rộng nhá, tầm dưới 60 nhá. Linh Chi một cái 59k này. 65 cân cũng có thể mặc vừa. Cái mẫu vừa nãy mẫu mặc chỉ còn đúng một cái màu trắng là hết. Không biết một tập đâu ấy. Dưới 65 cân mặc vừa nhá. Cái mẫu lúc nãy em vừa mặc còn một cái màu trắng này. Đây ạ, còn một cái màu trắng có nhá. Mũ. Có mũ ở đằng sau này. Ai lấy thì comment cho em là 99k trắng kèm số điện thoại nhá. Váy kẻ này có duy nhất một cái màu trắng thôi ạ. Chất giá là 99.000, chất nỉ da cá nhá. Chất nỉ da cá còn một cái màu này, trắng này. Giờ nốt cái váy bi còn một cái. Váy bi này còn một à? Váy được. Yếm bi này. Váy yếm bi ấy còn một cái em xả nốt này. Đấy là bi bé, còn một loại bi to, còn một cái bi to. Váy bi bé kia. Ê, cái váy kẻ kia giờ còn một cái gì không? Váy kẻ còn một cái màu đen đúng không? À không không phải. Em đưa cái váy bi đây. Nhanh em, nhanh cái tay em. Không cần móc đâu, rút xuống thôi. Áo em đang mặc chỉ có một màu đen thôi nhá, không có màu trắng đâu ạ. Chỉ có duy nhất một màu đen thôi nhá. Yếm bi này. Ui, dáng. Yếm bi nhá. Yếm bi còn 2 cái. Chị Vân Ngọc, Vạn Ngọc ơi, 59k chỉ có áo màu đen như bạn mẫu mặc thôi. Cái váy vừa rồi bạn ấy giơ là 99.000. Đúng rồi, áo bạn mẫu mặc là tay lê. Lương Trinh ơi chốt rồi nhá. Lóa lắm bà ơi. Đây đúng không? Váy yếm bi con nhá. Váy yếm bi này có 2 cái. Một cái là bi to với cả một cái là bi nhỏ nhá. Đây. Đang từ 140.000 sale còn 89.000 luôn đây nhá. Đây nhá. Chấm bi nhỏ này. Sale còn 89.000 bởi vì mỗi mẫu còn một cái. Đây là chấm bi to nhá, chấm bi to này. Yếm 55 cân đổ về mặc vừa nhá. Hai loại nhá, một chấm bi to và một chấm bi nhỏ giá là 89.000 một cái. Váy giống chị cầm mà kiểu khác thôi. Ai lấy thì comment cho em là bi 89k kèm kiểu to chị hoặc Trương, là nhỏ nhá. Trương Loan lấy bi to này, Trương Loan. Hết bi to nhưng mà chỉ còn bi nhỏ thôi ạ. Giá là 89.000 nhá. Nói chung là cái nào cũng rất là đẹp. Còn một cái giá là 89.000 này. Ai lấy thì comment cho em là áo 59k màu đen này. Bi nhỏ. Bi nhỏ kèm số điện thoại nhá. Mọi người này rất là hot rồi.
còn duy nhất một cái thôi, chất cực kỳ đẹp. Áo free size chị ơi, chứ không phải free ship nhá. Lê Hoài Lan Anh một cái 59k. 59k free ship thôi. Này Lê Hoàng Lan Anh nhỉ? Xem các bạn nào có trùng số không? Lê Hoàng Lan Anh kìa. Còn ai lấy áo em đang mặc nữa thì comment trên. Xem bạn nào đấy có trùng số không? Có số điện thoại ở trên, bạn ấy comment cả trắng cả đen ấy. Chói quá. Ừ, màu đen mà. Đấy. Ai lấy áo em đang mặc nữa thì comment trên là 59k nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn ạ. Ơ cái bi này đẹp mà. Ơ cái bài này đẹp lắm. Thà mặc lên chốt tranh nhau. Áo em đang mặc chất cực kỳ đẹp luôn này. Thay đi, bảo thay set in chữ này. Thay set chỉ chính. Em ơi, set chỉ chính có hàng mẫu không? Đây đây Hà. Đưa đây. Em Hà ơi, em ở Hà Đông nhá. Mọi người ai lấy áo em đang mặc nữa thì comment nốt cho em đi ạ, xong rồi em sẽ qua mẫu khác nhá. Ai lấy áo em đang mặc nữa thì comment cho em là 59k kèm số điện thoại. Rất là dễ mặc. Chất cực kỳ co giãn nhá, dưới 65 cân mặc vừa. Dưới 65 cân mặc vừa nhá, bầu bí bon chen thoải mái này. Mặc lên rất là xinh. Ai lấy thì comment cho em nốt, em sẽ qua mẫu luôn đây ạ. Cho Lê Hoài Lan Anh rồi nhá. Để cẩn thận tí lẫn nhá, rồi lại ấy. Nhanh lên, thay nhanh lên, cố lên. Mọi người chờ một chút, bạn thay mẫu mới nhá, set này 99 nhá. Em tự chốt được không? Hai Hà tự chốt nhá, tự vứt nhá, tôi đi làm, à, tôi đi làm việc khác. Biết gì đâu Hà. Cái set này vứt lên giường gì đấy hả Mi? Vương, tôi chốt rồi. Em sẽ qua mẫu khác cho mọi người này. Qua mẫu set nhá. Qua mẫu set. Một set gồm một váy 2 dây đen như em đang mặc này, với cả một áo khoác đỏ nhá, một áo khoác màu đỏ ở bên ngoài. Cả một set này có giá là 99 à? Cả một set này có giá là 99k thôi nhá. Chỉ 99k một set này. Chất kiểu chất mông tơ ghi mỏng nhá. Chất mông tơ ghi mỏng ạ. Mọi người mặc thời tiết này là ok rồi nhá. Có cái đầm nào mua cái gì? Chị Bi bảo gì đấy? Em, chị Bivo bảo hỏi gì đấy ạ? À mẫu này thì tầm dưới 58 cân mặc vừa nhá. Bởi vì đây là chất len mông tơ ghi co giãn. Chị Lương Trinh một cái nhá. Chị Lương Trinh lấy cái, lấy set em đang mặc đúng không ạ? Nếu mà ai lấy set em đang mặc thì comment cho em là set 99k. Ở cái set kiệm 99k nhờ. Mọi người comment cho em là set đỏ 99k kèm số điện thoại nhá. Set đỏ 99k kèm số điện thoại. Cái này free size nhá, dưới 58 cân mặc vừa. Đây là chất len mông tơ ghi mỏng nhá. Chất len mông tơ ghi mỏng, mọi người mặc thời tiết giao mùa là ok rồi đấy ạ. Giá là 99.000. Bao gồm một váy 2 dây với cả một một áo khoác như em đang mặc. Ai lấy thì comment cho em là set đỏ kèm số điện thoại. Set đỏ kèm số điện thoại. Chị Lương Trinh một set này. Ai lấy xem đang mặc thì comment cho em là set đỏ 99k nhá. Set đẹp mà sao không ai chốt? Có hôm thì rất nhiều người chốt. Set đỏ 99k nhá đây ạ, chất. Chất mông tơ ghi cực kỳ đẹp nhá. Một set nhá, bao gồm một áo khoác đỏ này với cả một một váy 2 dây body như em đang mặc nhá. Dưới 58 cân mặc vừa. Nếu mà ai bầu nhỏ cũng có thể bon chen được ạ. Bởi vì đây là chất len mông tơ ghi co giãn nhá. Giá là 99k một set. À em cảm ơn chị Lan Hương nhá. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Mọi người ai lấy hàng rồi thì biết chất lượng nhá. Không phải set 99.000 là chất không tốt đâu. Không phải là 99.000 một set mà chất không đẹp đâu ạ. Cái này là chất chất len mông tơ ghi mỏng nhá. Hai chất áo với cả chất váy đều giống nhau đấy ạ. Cái chân váy xòe ôm Hà mặc đâu nhỉ? Như ở trong đấy. Chân váy xòe để vẫn để ở. Cả một set này có giá là 99k nhá. Cả một set là 99k, có ai lấy set này thì comment cho em là set 99k kèm số điện thoại. Set đỏ chị Minh Thu này. Số lượng còn rất ít nhá. Chỉ có duy nhất một set
màu đỏ như em đang mặc thôi ạ. Cái này mặc mình. Xòe đẹp hơn nhỉ? Tôi thấy xòe đẹp hơn. Một set là 99k. 99k một set nhá. Nhưng mà cái set này xòe ở đâu ấy? Không, chị Linh Tồ này. Hôm qua tôi mặc chỗ bất đấy hả ơi? Chị Linh Tồ 99k. Cái này chỗ đấy tôi bất đấy không? Ở trên chỗ áo ra ấy. Không 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 không. Xem một cái thanh áo ra thôi. Thanh áo ra ở đâu? Này. Bên trái. Bên trái của bà cơ mà. Thành quay bên. Lại, quay ngang lại, bên bên trái. Đâu? Thành áo ra ở đâu? Chỗ con đang xếp áo ra ở đâu? Đằng sau lưng bà ấy. Đằng sau lưng bà ấy. Đấy, đây. Điên à? Chưa đâu? Rồi xem. Không có đâu. Hấp mấy này. Quý nó bảo là để chỗ áo ra, chỗ nào chỗ ra đây toàn áo lên bà có. Thế chân mày xoay qua đâu? Hey. Đúng rồi, chị cao sao không? Đây là một cái áo của mình. Váy len dài. Bơ ấy. Váy len dài không, không phải váy len dài. Đây nhá, còn ai lấy set em đang mặc nữa không ạ? Giá là 99k một set nhá. Mặc váy không, ok. Váy em đang, váy này là váy 2 dây nhá. Set này chỉ có duy nhất một màu thôi ạ. Váy đen với cả áo khoác đỏ nhá, rất là nổi. Mặc màu này lên rất là nổi nhá. Đây ạ, váy body nhá, với cả một áo khoác này. Cả một set chỉ có là 99k. Chất len mông tơ ghi rất là đẹp. Em cao 1m6 nhá. Mẫu này thì tầm dưới 58 cân mặc vừa. Bởi vì chất này cũng rất là co giãn. À ơi, xong rồi chuyển nỉ răng, nỉ size ML, nỉ kẻ nhá. Nỉ hồng nhá. Còn ai lấy set này nữa thì comment cho em là set 99k nhá. Xong rồi em sẽ qua mẫu bây giờ ạ. Nỉ kẻ xong, nỉ kẻ trước. Em cao 1m6 nhá. Nỉ kẻ sau đi, bà mặc với cái nỉ hoa chứ. Có size ML ấy, cho các chị mua size đấy. Em sẽ qua mẫu nỉ khác luôn cho mọi người. Set áo đỏ, chị Phương Lâm mà lấy set áo đỏ thì comment cho em xin số điện thoại nhá. Chị Phương Lâm với cả chị Mai Bao Nam Mai. Nếu mà lấy thì comment cho em. Bởi không, không phải là chất mỏng đâu chị ạ. Bởi vì đây là chất len mông tơ ghi. Thì em đã bảo là chất len mông tơ ghi mỏng kiểu, không phải là chất kiểu xấu đâu nhá. Chất len mông tơ ghi mỏng mượt rất là đẹp. Giá là 99k một set nhá. Mọi người mặc thời tiết này là ok rồi đấy ạ. Chị Mai Bao Nam Mai một set 99k này. Chị Phương Lâm cho em xin số điện thoại nhá. Em sẽ qua mẫu luôn cho mọi người này. Chị đầu gồ vào đi, tí nữa các em có thể đi tìm. Đúng chưa? Chị đưa cho, tí lên. Tí lên khoảng có thêm được không? Chị nghĩ cái này là một. Em sẽ qua mẫu áo nỉ khác này. Chị Phương Lâm để lại số điện thoại này. Chị Phương Lâm một set 99k. Đây là tí lên hôm qua có đâu. Xem váy. Em sẽ qua từng mẫu một nhá. Ờ đúng rồi. Đằng sau Phương này. Chị Phương ơi. Để đây nhá. Nhớ nhá. ML đúng không bà? Có một cái lê lên gục vào đùi loại này. Em sẽ qua mẫu áo nỉ này, áo nỉ hoa nhá. Không sao. Em sẽ qua mẫu áo nỉ hoa. Mẫu này bao nhiêu bà nhỉ? Tôi chỉ bán bao tiền? 79 hay 89? 89. 89 có đủ size ML nhá. Em sẽ qua mẫu áo nỉ hoa này. Áo nỉ hoa này là hàng Quảng Châu nhá. Hàng Quảng Châu, đây là xưởng nhờ xả nhá. Mới có giá này thôi ạ. Giá là 89k một cái này. Chất nỉ dày dặn rất là đẹp nhá. Giá là 99k một cái. Có. Dạ. Ơ, em mặc. Bảo chị là em chắc chắn là chất không mỏng. Có đâu chị
nó mà không nhìn không bị lộ bên trong mà. Nếu mà chị không lấy thì em hủy đơn cũng được nhá. Áo em đang mặc có giá là 89k, đủ size SML nhá. Đủ size SML, đây là hàng Quảng Châu, chất nỉ cực kỳ đẹp. Chất nỉ cực kỳ đẹp nhá, chỉ có giá 89k thôi ạ. Ai lấy thì comment cho em là 89k kèm size, kèm số điện thoại nhá. S hoặc M hoặc L nhá, có 3 size. Đủ size luôn cho mọi người ạ. 52 cân thì chị mặc size M vừa nhá, bởi vì đây là hàng Quảng Châu có đủ size SML. Đang mặc size gì? Không biết. Tại đây là mặc size gì? Tại chỉ mặc size S thôi. Có size ML, như có chỉ size ML sao nhỉ? Như tôi mặc size M. Có size S. Có SML nhá. M. M với cả L ấy sao ấy? Không, hình như là nó đang mặc nó bị mất size. 89k size S chị Phương Lâm. Size S chị Phương Lâm. 49 cân. Size M là từ 50 đến khoảng 56 cân. À chị Phương Lâm ơi, áo này chỉ có size M với size L thôi ạ. Như em đang mặc là size M nhá. Như em đang mặc 47 cân là size M. Nhưng mà áo nỉ này phải mặc kiểu dáng thộm thộm một tí mới đẹp ạ. Chị có lấy không ạ? Lấy thì ok cho em nhá. Em đang mặc là size M. Mọi người không sợ bị rộng đâu ạ. Có size M với size L nhá. Chỉ có size M với size L thôi ạ. Ai lấy thì comment cho em là 89k kèm size nhá. Kèm size, kèm số điện thoại M với cả L. Nói chung là những ai mà kiểu gầy gầy quá ấy ạ, từ tầm 47 cân đổ lại ấy, mặc size M vẫn rất là ok. Chị Thiên Hương 89k L. Chị Thiên Hương này 89k L này. Vậy thôi nha, ok chị ạ. Còn ai lấy áo em đang mặc nữa thì comment cho em là 89k kèm size nhá. M với cả L. Nói chung mà không hề rộng tí nào, bởi vì dáng nỉ phải mặc kiểu rộng rộng một tí mới đẹp. Chứ mặc kiểu bó thì nó lại mất hết cả dáng. Áo đấy hàng Quảng Châu nhá, bảo có gì đấy không phải sửa. Đây là hàng Quảng Châu nên mới có size nhá. Mới có giá như thế. Hàng Quảng Châu sale mới có giá như thế nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn ạ. Chất rất là dày dặn nhá, giá là 89.000 một cái. Size M với cả size L nhá. Ai lấy thì chốt cho em đây ạ. Chất nỉ cực kỳ đẹp. Cái hoa này cũng rất là đẹp nhá, mặc lên rất là nổi này. Size M với cả size L nhá, ai lấy nốt thì chốt cho em đi ạ, sau này sẽ qua mẫu khác. Giá là 89k. Qua mẫu luôn nha. Em sẽ qua mẫu khác nhá mọi người, đợi em một tí ạ. Em sẽ xả tiếp mẫu nỉ kẻ nhá. Xả tiếp mẫu áo nỉ kẻ này. 89 nhá. Áo nỉ kẻ em đang mặc nhá, cũng có giá là 89k. Ai lấy thì comment cho em là 89k kẻ kèm số điện thoại nhá. Mẫu này là mẫu kiểu dáng thụng thụng nhá, dáng suông thụng thụng nhá, mặc lên rất là đẹp. Béo gầy đều mặc ok hết, bởi vì cái dáng này mặc lên giấu người nhá, mọi người không sợ kiểu bị lộ người đâu nhá. Đây ạ, chất nỉ da cá rất là đẹp này, giá là 89k. Hỏi nào like. Bao giờ like Z thì em sẽ thông báo sau nhá. Hôm nay sẽ không like Z đâu ạ. Áo em đang mặc có giá là 89.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 89k kẻ kèm số điện thoại. Mẫu này tầm dưới 62 cân mặc vừa.
89 dồn đơn chị Hương Dũng. Chất cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Chất nỉ rất là dày dặn. Chỉ có 89k một cái thôi ạ. Chị Hương Dũng 1 này, chị Lương Trinh 1. Dưới 62 cân mặc vừa nhá. Mọi người có thể mặc với cả chân váy hay là quần, quần dài, quần short các kiểu đều rất là ok. Bởi vì mẫu này rất là dễ mặc nhá. Giá là 89k này. Ai lấy thì chốt nốt cho em là 89k kèm số điện thoại. 89k kẻ kèm số điện thoại nhá. Chất nỉ da cá cực kỳ đẹp. Nguyễn Lan Anh 89k kẻ dồn đơn. Mọi người cứ yên tâm nhận hàng nhá. Nhà em cam kết chất đẹp luôn cho mọi người. Chỉ có giá là 89k một cái thôi ạ. Mọi người áo này thì rất là dễ mặc. Mọi người có thể mua về mặc đôi, mặc kiểu thành một set bạn bè các kiểu cũng rất là ok nhá. Chỉ có 89k một cái. Ai lấy thì chốt nốt cho em là 89k kèm số điện thoại. Xong rồi sẽ qua mẫu khác luôn. 89k nhá, kèm số điện thoại. Còn ai lấy nữa không ạ? Em sẽ qua mẫu nỉ khác luôn cho mọi người nhá. Ai lấy kẻ này thì comment cho em này. Chị Vạn Ngọc 89k này. Còn ai lấy áo em đang mặc thì comment nốt cho em là 89k kẻ nhá. Xong rồi đấy sẽ qua mẫu khác luôn cho mọi người. 89k kẻ kèm số điện thoại nhá. Dưới 62 cân mặc vừa. Lên dáng rất là đẹp luôn đấy ạ. Em sẽ qua mẫu luôn nhá. Mọi người ai lấy thì cứ comment cho em là 89k kẻ. Cái này là mấy màu? Em sẽ qua mẫu áo nỉ này. Đây là chữ hình như ở đây đúng không? 75 ạ. Không phải. Cái màu cao rồi khác. Màu xanh à? Mới chỉ có cái giống màu hồng với cả màu đen thôi. Màu cam, màu nâu khác. Màu cam, màu nâu khác, cái màu hồng đấy. 75 à em đúng không? Vâng ạ. Bán 75. Như màu đen chỉ có một cái. Có màu đen có một tập, cái tập tôi đưa bà ấy. Cái tập màu đen màu kia. Nè. Ở dưới chân đấy. Đây nha, em sẽ qua mẫu áo nỉ này. Đúng rồi. Em sẽ qua mẫu áo nỉ nhá, nỉ mũ này. Áo nỉ có mũ ở đằng sau nhá. Áo này có hai màu, màu hồng với cả màu đen. Màu hồng như em đang mặc chỉ còn mấy cái thôi nhá. Với cả còn màu đen nữa này, giá là 75k một cái. Áo nỉ này có giá là 75k một cái nhá. Đây ạ, chất nỉ rất là đẹp này. Em qua gần chất cho mọi người nhá. Chất nỉ rất là đẹp, giá là 75k thôi ạ. Ai lấy thì chốt cho em là 75k kèm màu nhá. Màu hồng này ở ngoài nhà thơ ở trong cam nhá. Nhìn nó đẹp hơn ở trong cam rất là nhiều. Giá là 75k nhá. Ai lấy thì comment cho em là 75k kèm màu kèm số điện thoại. 75k kèm màu kèm số điện thoại nhá. Mẫu này tầm dưới 58 cân mặc vừa. Tầm dưới 58 cân mặc vừa. Ai lấy thì chốt cho em này. Đấy ạ, chất nỉ cực kỳ đẹp nhá. Màu hồng này, màu hồng kiểu baby á. Nỉ 75k hồng dồn đơn. Màu hồng chỉ còn 2 cái, 2-3 cái thôi nhá. Màu hồng chỉ còn 2 cái thôi ạ. Chị Linh Tồ lấy hồng dồn đơn này. Hết hồng à? Ok rồi, sẽ mặc màu đen cho mọi người nhá. Chị Thương Thương màu đen này. Chị Thương Thương màu đen này. Màu hồng hết rồi nhá. Bây giờ sẽ mặc sang màu đen cho mọi người. Chất nỉ cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Em sẽ qua màu đen nhá.
Đây ạ, màu đen này. Màu hồng hết rồi, bây giờ sẽ qua màu đen. Màu đây ạ. Màu hồng còn một cái nhá, với cả màu đen này. Giá là 75k một cái. 75k một cái nhá. Đây là nỉ mũ. Ở đằng sau có mũ ạ. Ở đằng sau có mũ nhá, với cả có túi ở hai bên này. Mặc lên rất là đẹp, giá là 75.000 thôi nhá. Còn một cái màu hồng, ai lấy thì chốt cho em là 75k kèm màu nhá. Chất nỉ cực kỳ đẹp luôn ạ. Rất là dễ mặc nhá mọi người, có thể mặc với cả chân váy hay là quần dài các kiểu đều rất là ok. Giá là 75k, dưới 58 cân mặc vừa nhá. Dưới 58 cân mặc vừa, ở đằng sau có mũ. Ai lấy thì comment cho em là 75k kèm màu đi ạ. Còn một cái màu hồng nhá. Màu hồng cũng rất là xinh này. Còn một cái màu hồng. Đây ạ, em quay gần chất nỉ cho mọi người nhá. Chất nỉ cực kỳ đẹp, 57 cân là mặc ok nhá chị. 57 cân mặc vừa nhá. Chị Van Tuyết lấy một cái hồng này. Màu hồng hết rồi nhá. Chị Phúc Thanh Ngô nếu mà lấy sang màu đen thì chốt cho em nhá. Màu hồng hết rồi ạ. Bây giờ chỉ còn màu đen thôi. Chỉ còn màu đen thôi nhá. Giá là 75.000. Giá là 75.000 một cái. Đây ạ, chất nỉ đây nhá. Chất nỉ rất là đẹp này. Chỉ còn một cái màu, chỉ còn màu đen thôi. Ai lấy thì chốt cho em là 75k đen kèm số điện thoại. 75k đen kèm số điện thoại nhá. Ở đằng sau có mũ mặc lên rất là đẹp. Giá là 75.000. Chỉ còn duy nhất màu đen nhá. Ai lấy thì chốt nốt cho em là 75k kèm số điện thoại. 75k kèm số điện thoại nhá. Chị Vạn Ngọc màu hồng hết rồi chị ạ. Chị Vạn Ngọc ơi, màu hồng hết rồi nhá. Bây giờ còn màu đen thôi ạ. Nếu mà chị lấy màu đen thì chị comment cho em là đen 75k kèm số điện thoại nhá. Nếu mà mọi người lấy màu đen thì comment cho em là đen 75k kèm số điện thoại. Xong rồi sẽ qua mẫu khác luôn cho mọi người. Màu hồng hết rồi nhá. Nghỉ mắt ạ. Bên phải, nhu đề sao bên phải. Em sẽ qua mẫu khác. Mọi người đợi em một tí nha, em sẽ qua mẫu. Một mẫu màu hồng nhá, một mẫu màu hồng khác. Nếu mà ai thích màu hồng, chị Bạn Ngọc lấy đen 75k này. Chị Bạn Ngọc lấy đen 75k. Đây nha, em sẽ qua mẫu áo nỉ mắt này. Áo nỉ này mặc lên rất là xinh. Đây nha, áo nỉ mắt đây ạ. Hai con mắt có kiểu tua rua rất là xinh nhá. Cái này bao nhiêu? 90. Áo nỉ mắt này có giá là 89k nhá. Xẻ hai bên này. Đây ạ, xẻ hai bên rất là xinh nhá. Xẻ hai bên, mọi người có thể mặc với cả chân váy hay là quần cạp cao các kiểu đều rất là đẹp. Giá là 89.000 một cái nhá. Màu hồng đậm này mặc lên cũng rất là yêu này. Chất nỉ. Giá là 89.000 một cái. Ai lấy thì chốt cho em là 89k kèm số điện thoại nhá. Mẫu này dưới 58 cân mặc vừa. Dưới 58 cân mặc vừa, ai lấy thì comment cho em là mắt 89k. Mắt 89k kèm số điện thoại nhá. Mặc với cả chân váy xòe như em cũng rất là đẹp nhá. Giá là 89.000. Ai lấy thì comment cho em là mắt 89k kèm số điện thoại. Chân váy không bán ạ. Chân váy nhé không bán nhá. Chỉ có áo thôi ạ. Màu hồng ở ngoài đẹp hơn trong cam nhá. Màu hồng ở ngoài đẹp hơn trong cam nhá. Nhìn nó tươi hơn, chứ nó không bị xỉn như ở trong cam đâu nhá. Giá là 89k này. Đây ạ, chất nỉ nhá. Chất nỉ. Giá là 89k, hình mắt thêu nhá. À đâu, hình mắt với cả cái tua rua này. Giá là 89.000, ai lấy thì comment cho em là 89k. Chị Van Tuyết 89k.
Màu này mặc lên rất đẹp ạ, nó không kiểu bị kén da quá đâu ạ. Chị Ban Tuyết, chị Vạn Ngọc. Chị Vạn Ngọc lấy áo em đang mặc thì comment cho em là 89k kèm số điện thoại nhá. 89k kèm số điện thoại, mọi người comment cho em theo đúng cú pháp thì em mới chốt đơn được ạ. Giá là 89.000 nhá. 89.000 kèm số điện thoại đằng sau đấy ạ. Lên giá rất là xinh nhá, giá là 89.000. Lấy mẫu này thì comment nốt cho em đi ạ. 89k kèm số điện thoại. 89k nhá, có hai cái mắt ở hai bên rất là xinh này. Ai lấy mẫu này thì comment cho em là 89k kèm số điện thoại. Chúng ta một cái này áo nỉ. Em chào chị Nhi Nguyệt nhá. Cái nỉ trắng lúc đầu em mặc còn một cái này. Còn một cái giá là 99.000 nhá. Đây ạ, có mũ ở đằng sau này. Có mũ ở đằng sau. Lanh đang đóng hàng ạ. Chị Linh Vũ là chị Phai. Áo kẻ trắng nhá. À, váy kẻ trắng còn một cái này. Chất nỉ da cá cực kỳ đẹp nhá. Như em đang mặc lúc đầu rồi đấy ạ. Giá là 99.000 một cái. Còn duy nhất một cái màu trắng. Ai lấy thì chốt nốt cho em là 99k kèm số điện thoại. Lên chỉ còn bên em không hay chỉ còn khoác thôi? Lên chỉ còn bên em không hay chỉ còn khoác thôi? Còn ai lấy áo ấy đang mặc nữa không ạ? Giá là 89k nhá. Giá là 89k màu hồng đậm. Này. Giá là 89k nhá. Không ai chốt luôn. Đéo được sao đẹp vai hả? Áo đẹp vai. Tôi thấy cách làm sao? Em bảo là thay set này đi, set này còn mấy nhỉ? Cái này này. Có phát 149.000. Hả? Không, không có phát đi được gì ở đấy, ai mua được mua chứ gì. Ờ, set này ở cửa hàng cũng có. Em sẽ qua mẫu set khác cho mọi người nhá, set này rất là đẹp. Được, cứ làm sao ý, thề luôn. Mấy cái đẹp đẹp không đúng chút đâu, từ hôm qua rồi. Khổ thâm tôi. Đẹp mà, cái đấy đẹp mà các chị. Hay là do mình thích mẫu, con chị có thích màu hồng. Cái gì vào đấy mà chị thích màu hồng. Hôm qua anh nhìn cục này mình chắc anh chán luôn nhỉ. Tầm 3 set nữa. Còn một tầm 3 set nhá. Set như em đang mặc này là một váy 2 dây kẻ nhá đấy ạ. Là một váy 2 dây body kẻ nhá. Với cả một áo phông đen này với ở tay có loe nhá. Ở tay có chun loe mặc lên rất là xinh này. Mọi người có thể mặc kiểu trễ vai này hoặc là mặc kiểu lệch vai nhá. Nếu mà ai không thích thì có thể kéo lên mặc kiểu cổ thuyền cũng được. Bao nhiêu set ạ? 149. Set này có giá là 149k cả một set nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn ạ. Cái này là chất cốt tông nhá, chất cốt tông dày dặn rất đẹp này. Áo là chất cốt tông nhá. Giá là 149.000 một set. Mọi người mặc lệch vai hay là trễ vai hoặc là cổ thuyền nếu ok. Sắc quá.
Đây ạ, à, lên dáng rất là xinh luôn. Xẻ chân này, xẻ ở chân nhìn kiểu tốt dáng. Giá là 140.000 một set. 149k một set nhá. Một set là 149k. Set này tầm dưới 50 mấy nhỉ, 55 cân mặc vừa. Bởi vì váy ở trong là váy body nhá. Ở trong là váy body ạ. Nhưng mà nếu mà ai kiểu hàng Quảng Châu. Đây là hàng, đây là set Quảng Châu nhá. 6 cân nhỉ? 6 cân à? Dưới tầm 55 cân mặc vừa. Nếu mà ai kiểu bụng một tí ạ thì không sợ lộ đâu, bởi vì áo này là áo dáng suông nhá. Mọi người không sợ bị lộ bụng đâu ạ. Giá là 149k một set nhá. Đây là set Quảng Châu. Không có ạ. Ai lấy set này thì comment trên là set 149k kèm số điện thoại này. Mọi người có thể mặc lệch vai. Nếu mà ai không thích thì kéo lên nhá. Nếu mà ai không thích kiểu hở hở một tí thì kéo lên như này cũng rất là đẹp. Giá là 149k một set. Ai lấy thì chốt cho em là set 149k kèm số điện thoại. Đây ạ. Dáng rất là đẹp ở đằng sau đây nhá. Chỉ còn 3 set nữa thôi ạ. Ai lấy thì chốt cho em là. Ai lấy thì chốt cho em nhá.